Ok, chào mọi người, mình là Vũ, quản lý kỹ thuật của team Cam Vinh Kiển đây. Thì trong cái clip ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ mọi người nói sơ lại về cái kỹ thuật tỉa cành tạo tán và những cái điều lưu ý cụ thể khi mình tỉa cành tạo tán thì như thế nào là để phòng trừ sâu bệnh và cái vết thương nó mau lành nhất và không ảnh hưởng đến cái sức khỏe của cây. Ok, mình cái cam này, cái cam này là giống giống này giống Văn Du đây, thì nó còn nhỏ này mới cho quả ít thôi. Ok, một hai quả thôi. Mọi nhìn cây này rất là xanh nha. Cây tán là xanh đẹp này. Thì cái tỉa cành đậu tán này mục đích như thế nào? Là giữ là rằng thường thường sau thu hoạch đấy, khi nhỏ thì không nói. Khi nhỏ thì thường trái đều hoa quả tầm ở đây phải tầm năm thứ ba người ta mới cho một vài quả, còn năm một năm hai là có hoa thì người ta ngắt hết, hoa người ta ngắt hết nha, vứt hết. Thì cái để người ta tập trung dinh dưỡng để nuôi cành lá nó phát triển táo nó to, còn mình cho quả sớm mới là cây nó còi cọc lắm nha. Thì cây thường thì để kỹ thành đậu tán thì thường thường sau mùa vụ thu hoạch thì những cái điểm lưu ý là gì, là vẫn giữ theo cái nguyên lý của cây cam là cành cấp 1, cấp 2, cấp 3 và tiếp tục cành cấp 3 không giới hạn, và cái cành mới là đem chỉ cho nó bung độc phát triển ra. Cành vượt mọc trong tán nha, cắt bỏ. Cành già cắt bỏ, cành bệnh cắt bỏ, như như cành này này, này bệnh này và vượt trong này này, vượt nhá, nó lẽ mọc ngoài này nhá, này vượt mọc trong này này, mình phải cắt này. Ví dụ này, đây cành này phải cắt này, ok. Và cành vượt trong thân, à, mọi người thấy trong thân nó không có cành này, thấy không? Nó phải ngồi tán thôi, chứ trong thân là cành vượt, cành này không có năng năng mang quả thì mình phải cắt, và đặc biệt là những cành mang quả này. Như ví dụ Đây, cành như cành mang quả này này là cành này sẽ không có khả năng sinh trưởng phát triển tiếp vào đợt tiếp theo, thì mình sẽ cắt ngang đoạn tầm này, nhé. Ngay kéo mà nó mình sẽ cắt sau khi mình thu hoạch, ok. Rồi ví dụ như một số cành già hết, để mình qua cành già cho. Ok, đây là một có cây có cành khô nè, cành khô này mình cắt đi. Cho mình cầm máy quay này mình cắt nó chuẩn. Đây con nành này hơi già, cành này già này, cành này già lắm rồi này. Đây đây là một ví dụ về một cái cành gọi là sau khi có quả này, nó sau khi một thu này mình cắt này, thế thôi. À, cành này già quá rồi này, già quá rồi, thế nào cắt thôi. Cành này nhánh này già này cắt thôi. Thấy mà mọi người lưu ý cái máy cắt của mình này, mình cắt rất là sát vào này, ok. Cắt là sát vào chứ không phải cành muốn cắt mình cắt đây đâu, chúng ta thế này đó, không phải là phải cắt sát vào đây nè, cực kỳ sát và ngọt vào cái thân á, cành còn lại nhé. Mọi người nhìn thấy không, rất là sát và rất là ngọt vào này, rất là gọn gàng nhé, chứ không phải là cắt như thế này, cắt cắt rồi chưa ra khúc đâu. Vậy vậy như cành này muốn cắt thì mình đi cắt sát vào đây, sát vào thân này. Đấy, nhìn cái cành mọi người nhìn này, cái cắt này rất là ngọt nhé. Ok, thì nhiều người lại còn cắt là cành mà to quá đấy, tức là cành to quá nhưng mấy cành này mà hơi thấp này sau đợt thu hoạch đấy là nó phải cắt nó đi này. Cành nó hơi thấp này. Thì sau nhiều đợt thu hoạch rồi thì mình cắt nó đi, thì cành này không chỉ dùng kéo được thì mình dùng cưa, mình vẫn cưa sát vào đây thôi nhá. Nó càng to cưa sát, và mọi người lưu ý để mà cắt khi mà làm cái gì thì mình cần những cái kéo và dụng cụ cắt nè, nó được vệ sinh và khử trùng trước, chứ không mà cái này mà nhiễm khuẩn vào đấy không được vệ sinh thì mình sẽ lây bệnh cho cây nhé. Vì cái cắt nè, nó khi ra cắt ra nó tổn thương, nó mất lớp da bảo vệ thì nó rất dễ bị nhiễm bệnh, mà nếu cái kéo mình mà có nguồn bệnh thì nó sẽ bị nhiễm ngay lập tức, ngay lập tức nhé. Và mọi người nhớ cái lưới vết cắt sau khi cắt á, thì thường người ta không cắt vào trời mưa, vì trời mưa là phải lựa những trời khô ráo nắng,
trời mưa cắt là rất dễ gây bệnh nhé, rất là nhiễm nấm bệnh cho cây nhé. Và nhiều người cắt thì dùng thêm thuốc và sản phẩm bảo vệ để sơn lại cái vết thương, nếu mà to quá, còn nhỏ quá không cần thiết, chỉ cần né trời mưa ta đỡ được. Ok, và đặc biệt là cái về vệ sinh các cái dụng cụ này á, là mình vệ sinh bằng côn nhé, trước và sau sử dụng cả cưa và kéo này thì vệ sinh bằng côn. Đây, cái này là mình nước rửa tay của mình thì mình pha côn rất là nhiều trong này. Để vệ sinh nhé. Thực ra là cái này tốt nhất là mình đổ cái côn này vào một cái hũ này, mình nhúng cái kéo vào là đẹp nhất. Ok, nhúng cái kéo vào là đẹp nhất. Thì sau khi mình cắt xong mình vệ sinh lại đem cắt thôi. Và người nhớ là cành khô, cành già, những cành không bắt kiển thì mình đi cành tạo tán đi. Mọi người muốn coi clip mà những cành đó như thế nào và giữ lại cành nào thì mọi người coi là clip tỉa cành tạo tán với lại tỉa cành tạo tán của mình đấy thì mọi người sẽ hiểu nha. Clip này mình sẽ nói thêm những cái lưu ý thôi, chi tiết hơn để mọi người để ý, lưu ý khi tỉa cành tạo tán cho vườn nha. Ok, rồi thì đấy, clip của mình thì mình nói như thế. Thì cảm ơn mọi người đã xem hết clip của mình nha. Nếu mọi người thấy hay nhớ ấn nút đăng ký kênh nha. Và hẹn gặp mọi người những clip sau của mình nha.